Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Nông nghiệp luôn được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để xây dựng một nền nông nghiệp phát triển theo hướng sạch, an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường thì cần nâng cao nhận thức của nông dân trong việc ứng dụng công nghệ xanh và công nghệ sinh học. Là nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới, đồng thời xuất khẩu nhiều nông lâm sản với khối lượng lớn, nông nghiệp đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thế nhưng việc người nông dân lạm dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu đang dẫn đến những hậu quả khó lường đối với nền nông nghiệp nước nhà, như bị rào cản về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật độc hại khi xuất khẩu, hàng ngàn vụ ngộ độc thực phẩm trong nước do sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp. Thì thực sự ra là với cái biến đổi khí hậu toàn cầu, cây trồng nó yếu đi và các sinh vật gây hại nó phát triển mạnh lên. Và như vậy người nông dân là sử dụng thuốc hóa học ngày càng nhiều. Đó là có những cái mặt trái. Thứ nhất là nó sẽ gây những cái sâu bệnh nhiều và cây nó lốp đổ, và đồng thời là tăng cái vấn đề là ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong nước phân phối những sản phẩm chế phẩm sinh học sạch thay thế phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Điển hình như chế phẩm sinh học Web. Qua quá trình sử dụng thực tế tại nhiều địa phương, Web được nhiều người nông dân xem như là giải pháp để sản xuất nông sản sạch đúng nghĩa, chất lượng cao với chi phí thấp. Trước đây nó cũng bị một số bệnh mà không biết nó là nguyên nhân gì. Thì bên bảo vệ thực vật của huyện cũng có xuống hỗ trợ, cũng có đưa nhiều loại thuốc. Thì em sử dụng thì cũng không thấy hiệu quả lắm. Thì hồi được, từ khi được bên cán bộ kỹ thuật của phân Web xuống chỉ dẫn rồi đấy, thì từ lúc đó tới giờ thì em cảm thấy là cây nó cũng phát triển tốt, rồi đọt nó ra xanh, lá nó dày. Sử dụng chế phẩm sinh học để chăm sóc cây trồng không chỉ để bảo vệ môi trường mà còn là hành động thiết thực để xây dựng thương hiệu nông sản sạch Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước. Người nông dân Việt Nam nói riêng và cả đất nước nói chung thì phải sử dụng cái sản phẩm nào đó, không phải riêng vì sản phẩm sinh học Web mà thôi, và sản phẩm nào mà để đưa nền nông nghiệp của chúng ta đi ra thị trường không có bị hàng rào cản. Như vậy, với mục tiêu phấn đấu xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sạch, an toàn, bền vững, có năng suất chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, thì cần sự vào cuộc tích cực chủ động của ngành nông nghiệp, doanh nghiệp và nông dân trong việc áp dụng công nghệ xanh và sử dụng những sản phẩm sinh học.